Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại là mình Trung Quái Apple TV đây. Thì video trước mình có chơi mini game với tất cả anh em. Thì mọi người ủng hộ rất chi là nhiều anh em ạ. Nói chung là anh em tham gia rất chi là vui, rất chi là đông. Thì cũng có mấy anh em trúng ấy. Mấy anh em trúng giải thì ngày mai mình sẽ lên đơn gửi cho mọi người nhá. Bởi vì thì là mới là hôm qua mà. Hôm qua mình trúng thì hôm nay không. Hôm nay mình mới lại xem lại thì anh em nào trúng là và những anh em nào gửi lại địa chỉ cho mình thì mình mai sẽ gửi hàng cho tất cả mọi người, gửi quà cho tất cả mọi người nhá. Đấy thì ok, hôm nay mình lại có số kèo đây lên cho tất cả anh em. À có khi là mình thấy chơi mini game này là gắn kết mọi người với mình gần hơn ấy. Mình đang tính là mỗi một tháng chơi đến tầm 1 đến 2 lần anh em ạ. 1 2 lần mini game anh em nhá. Đấy, không tính mỗi một lần lên 1.000 người đăng ký hay gì đó, mà cứ tầm mỗi một tháng chơi tầm 2 lần mini game đấy là đẹp đúng không anh em. Thì ok, hôm nay mình lại có một số kèo đây lên cho tất cả anh em. Thì đây, đầu tiên này, mình lên luôn cho anh em một con iPhone SE anh em nhá. SE 2020 anh em nhá. Con này mật khẩu là mấy nhỉ? 160125. Ôi xin. 160125. 160. Đấy. Đây nhá. SE 2020 anh em nhá. Máy quốc tế full chức năng. Con này bản 128GB. 5 SE anh em nhá. Đây anh em nhìn này. iPhone 5 SE nhỏ gọn biết tí như 5S 5 thường luôn. Nhưng mà đây này nói anh em này. 5 SE đấy, con này 5 SE này, cam này anh em nhìn này, cam này nhá. Đấy, đây SE này. iPhone 5 SE. Đấy, bản 128GB. Máy quốc tế full chức năng. Đấy, con này đã thay pin mới 100% cho anh em nhá. Để luôn cho anh em với giá là 599k. Em ok chưa? Con này mình được thu lại thôi, mình thu lại được của khách rồi. Đấy, mình vừa thu lại thôi chứ lâu lắm mình không có cái hàng này. Vừa thu lại được của khách. Để luôn cho anh em với giá 599k anh em nhá. Con này thì không có phụ kiện đâu, có mỗi cái ốp, mình có ốp mình tặng anh em ốp, nếu cần được con này đang dán sẵn rồi thì là coi như có ốp mới cần được nhá. 599.000. Đấy, em ok chưa? Tiếp theo là mình lên, con này là bán kỷ niệm thôi, bán vui vui vẻ kỷ niệm cho anh em thôi. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 8 Plus, máy quốc tế full chức năng 64GB, pin 100% anh em nhá. Máy quốc tế full chức năng bản đây, ôi sao nó chói nhiều. Bản Việt Nam A anh em nhá, 64GB, máy quốc tế full chức năng, pin 100%. Đấy, pin thay mới rồi, còn lại là ok hết. 3.600.000 đồng này, 8 Plus 3.600 này. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11. Đây này, có mấy con iPhone 11 đây. iPhone 11 64GB, máy quốc tế full chức năng, pin zin 94%, hình thức ok anh em nhá. Con này mình hôm nay mình để cho anh em với giá là 6.600.000 đồng, anh em ok chưa? 6.600.000 đồng anh em đã có iPhone 11 quốc tế màu đỏ 64GB, pin zin 94%, 6.600 anh em nhá. 6.600.000. Đây, tiếp theo mình lên liền cho anh em iPhone 11 đây. Tiếp theo nữa là mình lại lên cho anh em iPhone 11 này. Màu xanh, lâu lắm rồi nó mới về được một con màu xanh em ạ. Thực sự là lâu lắm rồi mới về được con màu xanh đây. Con này là máy quốc tế full chức năng, iPhone 11 thường em nhé. Màu xanh 64GB, mình bao zin full, anh em ok chưa? Nhưng mà pin con này đang kém. Đấy, bao zin full nhưng con này đang kém nhá. Cái này cái gì đây? Bẩn này. Không cần biết đây anh ạ. Đây, cái này là pin dịch vụ á. Pin thì pin kém rồi nhá. Còn mọi chức năng ok hết nhá. Pin zin, màn zin, vỏ zin nhá. Pin zin thì pin dịch vụ pin kém rồi, chắc pin kém dưới 80. Ui giời ơi, 70 anh em ạ, pin 71. Người Nhật ấy nó dùng nó có thay pin đâu, họ không thay pin đâu, họ bán luôn anh em ạ. Đây nhá, máy zin đét. Đấy, máy màu xanh này. Con này mình sẽ hỗ trợ thay pin mới cho anh em luôn nhá. Có nghĩa là cả thay pin mới nhá, cả thay pin mới để cho anh em với giá là 6 triệu bao nhiêu đấy anh em? 6.750.000 nhá. 6.750.000 kèm pin mới luôn, kèm pin 100% luôn. Đấy, iPhone 11 màu xanh. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 màu trắng. Máy quốc tế full chức năng, con này pin thay mới 100 rồi anh em nhá. Pin thay mới 100 rồi, con này thì cho em giá là 6.7 thôi. Đấy, con trắng thì 6.7, con xanh thì 6.750. Đấy, anh em thích lấy lại nào cũng được. 6.7 là 6.750 nhá. Con này máy quốc tế full chức năng, cũng là máy Nhật, pin 100, pin thay mới nhá. Cũng là pin thay mới, con xanh thay pin thì cũng như con này thôi, cũng là pin 100 thôi. Đấy, 6.700.000 đồng. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS Max. XS Max hôm trước mấy anh em nào hỏi gì? Mấy anh em hỏi XS Max 64GB zin full zin app đây. Con này hôm trước mình lên video rồi. Đấy nhá. XS Max 64GB, máy quốc tế full chức năng. Đấy, men zin, màn zin, vỏ zin. Pin cũng zin luôn, pin zin 95 nhá. Pin zin 95 anh em nhá. Con này mình để luôn cho anh em giá là bao nhiêu được? 6.900.000 đồng anh em nhá, zin full, con này 6.9. 6.900.000 đồng anh em ok chưa? Còn đây pin 95 này.
Đấy, còn tí con X Max thì nó rẻ hơn. Con này tí sẽ rẻ, mình sẽ bán rẻ hơn này. Đây, con này đẹp lắm anh ạ, con này đẹp lắm. 6.900.000 đồng nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone X Max nữa. Con này cũng là X Max này. Nhưng mà em nhá, con này là mình thu lại được của khách này. Đấy, con này pin đang rất chi là kém, nói chung là mình sẽ thay pin mới cho anh em. Sẽ thay pin mới cho anh em là pin 100%. Con này thì để cho anh em giá 6.500.000 thôi. Đấy, X Max màu vàng gold 64GB, máy quốc tế full chức năng. Màu vàng gold, đây hình thức đây. Máy quốc tế full chức năng 64GB, 6.500.000 thôi. Đấy em nhá, 6.500.000 anh em ạ, 6.500.000 màn ok. Đấy, màn đẹp này, viền ok này, màn cũng không có cấn móp hay xước mát sắt đâu. 6.500.000 đồng. Còn con Zenith này là 6.900.000 nhá. Em thích lấy con nào thì nhắn tin cho mình nhá. Đây, tiếp theo là mình lên cho anh em 6S Plus này. 6S Plus 64GB, máy quốc tế full chức năng, pin 100%, 2.200.000 đồng em nhá. Anh em dùng làm súng phụ thì quá là ok luôn. Màn to pin châu này, cho các ông bà hay bố mẹ xem phim thì vẫn là cực kỳ là thoải mái luôn, cực kỳ là mượt mà luôn anh nhá, vẫn không giật lát đâu, dù là 6S Plus anh em ạ. Này, em nhìn 6S Plus nhá. Đấy, đây, cái iOS của nó vẫn thấp anh ạ. Đây, cái iOS của nó vẫn thấp, mình vẫn luôn đây. Đấy, nó không những là cao. Cực kỳ là mượt mà luôn. Màn to pin châu anh em nhá, anh em về cho ông bà hay là bố mẹ sử dụng thì quá là hợp lý luôn, cực kỳ hợp lý anh em nhá. 6S Plus 2.2 triệu. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XS. XS 64GB pin 100%, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. Mên mủng là zin đét anh em nhé, pin thay mới anh em, pin thay mới, mình báo luôn pin thay mới. Bảo hành cho anh em 3 tháng luôn. Con này để cho em giá là 4.900.000 đồng thôi, 4.900.000 em nhé, 4.900.000. Tiếp theo là mình lên cho anh em SE 2020 kia thì mình vẫn còn rất nhiều, nhưng mà hai con này thì mình bán rồi nhá. Hai con này mình nhận cọc, không phải nhận cọc mà là khách quen mua bên mình chuyển khoản đủ, chuyển khoản full rồi. Đấy. Hai con SE này thôi coi như là bỏ lại đi. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR này. XR 64GB, pin 83%. Anh em ạ, đấy anh em nào mà xem những video thường xuyên của mình ấy thì biết là cái con này này. Anh em tự nhiên này, anh em nhìn này, tự nhiên mất 5-700.000 luôn. Đây. Tự nhiên nó có cái cạnh đen này, kiểu như cái sợi chỉ, nửa sợi chỉ bé tí thì anh em ạ. Còn không vấn đề gì nhá anh em nhá, màn zin nhá. Đấy, màn zin nhá, cảm ứng bình thường nhá. Tự nhiên lại có cái vạch ở đấy, không hiểu tại sao luôn. Con này hôm trước là mình đang bán cho anh em với giá 4.500-4.600 đúng không? Hôm nay để luôn cho anh em với giá là 3.950.000. Em ok chưa? 3.950.000. Ui giời ơi, XR anh em nhá, XR nhá, máy quốc tế nhá, full chức năng 64GB nhá. 3.950.000 anh em nhá, 3.950. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone XR 64GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID. À, con này mình như là bán rồi sao nhỉ? À sorry anh em, con này mình nhận cọc rồi. Con này có anh em cọc 300 rồi này. SE thì chuyển khoản full này. Đây, tiếp theo là mình lên cho anh em hai con iPhone 12 Pro. Ui giời ơi, anh em ơi, 12 Pro này. 12 Pro màu xanh nhá, máy quốc tế zin full. Mình bao zin full anh em nhá, không zin tặng máy luôn. Đấy, mình để cho anh em những cái con màu xanh này đẹp như này mà zin như này, để cho anh em giá là 10.700.000 đồng. Anh em nhá, 10.700.000 đồng, cực kỳ đẹp luôn. Nếu mà anh em có tầm 10 triệu hơn ấy thì anh em tội gì mà phải dùng 11 Pro Max 64 đúng không? Anh em mua luôn cho mình con iPhone 12 Pro màu xanh này, nhỏ gọn hiệu năng như iPhone 12 Pro Max, cực kỳ là ok luôn. 10.700.000 đồng vẫn tặng kèm phụ kiện cho anh em. Đây, cũng là 12 Pro đây. Cũng đẹp như thế này, có khác gì đâu anh em. Con này, à đây con này còn pin thì mở luôn ra pin cho anh em. Máy quốc tế full chức năng nhá, full zin nhá, main zin, màn zin, vỏ zin, pin zin, nói chung là zin nguyên bản luôn. Con này thì như là còn đang còn zin áp này. Con này cũng đang hai con đều đang zin áp nhá, nhưng mà con này pin kém một chút này. Con này thì pin bao nhiêu nhỉ? Con này mình xem pin nào. Mình pin con này chắc nó 8 mấy thôi. Pin con này tầm 80 đây, trong máy là 85 nhá, nhưng mình chưa kiểm tra trên máy tính trên bao chuẩn của nó nhá. Có thể là nó lên tầm 87 ấy, hoặc 88 đấy, ví dụ đấy. Con này mình cũng để cho anh em giá là 10.700.000 đồng. Em ok chưa? iPhone 12 Pro máy màu xanh, 10.700.000 đồng anh em nhá. Đang zin đét đen luôn, zin áp anh em nhá. 10.700.000 đồng tiếp. Anh em ơi, còn có hai con 128GB mà xanh đẹp như thế thôi. Hôm trước con đen thì cái con đen thì mình bán rồi. Mình có bán 10 triệu 7 luôn. Bán 10 triệu 7 mà xanh này màu bình thường, màu xanh này đắt hơn đấy, nhưng mình vẫn bán bằng giá cho tất cả anh em. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro 256GB, máy quốc tế full chức năng, full Face ID, pin 100%. Hôm nay nhá, để luôn cho anh em giá là 8 triệu bao nhiêu đó anh em? 8 triệu 2 thôi. 8.200.000 đồng. Anh em đã có iPhone 11 Pro, máy quốc tế full chức năng 256GB em nhá. 11 Pro 256GB 8.2 triệu. Tiếp theo nữa này, cũng là 11 Pro 256GB này. Cũng thế, cũng 8.2 triệu anh em nhá. Con này pin zin 93 luôn, cũng 8.2 triệu luôn. Để cho anh em bằng giá 8.2 triệu nhá. Tiếp theo là mình lên cho anh em một con iPhone 11 Pro, như con này 64 thôi anh em ạ.
Pro 64GB, máy quốc tế. Úi giời ơi, full chức năng, men zin, màn zin, pin zin 88%. Con này đang hết pin rồi anh em nhá. Con này mình để cho anh em với giá hôm nay là 7.700.000 đồng anh em nhá. 7.700.000 đồng. Anh em đã có iPhone 11 Pro nhỏ gọn này, ba mắt này, anh em dùng cực kỳ sang chảnh luôn. Mà nó vẫn bao mượt mà cho anh em luôn, bảo hành 3 tháng lỗi 1-1 cho tất cả mọi người nhá. Đấy, bảo hành 3 tháng lỗi 1-1 trong vòng tầm 1 tháng cho tất cả anh em. 1 tháng đến 15 ngày từ 1 tháng tầm 1 tháng. Đấy, tùy vào đời máy. Con này mình để cho em giá là 7.700.000 đồng. Tiếp theo là mình lên cho anh em hai con 8 Plus anh em nhá. 8 Plus 64GB, máy quốc tế full chức năng, pin 100%. 3 triệu bao nhiêu được anh em? 3.850.000 anh em nhá. Vẫn tặng kèm phụ kiện, anh em nào không phụ kiện mình lại trừ tiền đi cho anh em. 3.800 là không, hôm nay để cho anh em thôi rồi. Để cho anh em giá 3.850 đi. 3.850.000 vẫn tặng kèm cho anh em ốp lưng cường lực. Anh em nào nhanh tay nhé, tặng sạc luôn. Anh em ok chưa? 3.850.000 anh em đã có 8 Plus 64GB, máy quốc tế full chức năng 3850 anh em nhá. Tặng phụ kiện ốp lưng cường lực và sạc duy nhất hôm nay là ngày cuối tháng anh em nhá. Tặng vẫn tặng đủ phụ kiện anh em luôn. Duy nhất ngày hôm nay anh em ạ. Ngày hôm nay ở đây mình còn con X đây. Con X đẹp này mà anh em không mua nhỉ? X đẹp như này mà anh em không mua nhỉ? X quốc tế full chức năng, men zin, màn zin, pin zin 8x anh em nhé. Viền đẹp luôn, viền ok luôn anh em. Viền đẹp 99 chạm keng. Con này mình để cho em giá là 4 triệu bao nhiêu đấy anh em? 4.250.000 anh em nhé. 4.250.000 anh em đã có iPhone X 64GB, máy quốc tế full chức năng, viền đẹp anh em ạ. Viền đẹp, viền ok. Đấy, 4.250.000. Hôm nay thì mình có một số kèo đi lên cho tất cả anh em. Anh em nào mà cần mình tư vấn cái máy nào, hoặc là cần mình đây. Đây này anh em ạ. Đây anh em ơi, còn đống hộp của anh em đây nữa. Máy này anh em. Đây, những máy này là mới về anh em nhé. Đây, những máy này mới về này. Mình chưa kiểm tra được luôn này. Chưa lên này. Đấy thì hôm sau có gì mình lên video cho tất cả mọi người nhé. Có gì hôm sau mình lên video cho tất cả anh em. Thì anh em cần mình tư vấn máy nào cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình nhé. Mình sẽ để số điện thoại của phần của mình ở phần màn hình. Cảm ơn mọi người rất chi là nhiều. Và đây có con iPad bán nốt cho anh em nhé. iPad Gen 6 anh em nhé. Bản SIM 64GB, bản SIM cộng Wi-Fi anh em nhé. iPad Gen 6 bản SIM này. Đây mình đang bán 3 triệu, 4 triệu đúng không? Để luôn cho anh em hôm nay với giá là 3.850.000 thôi. 3.850 cuối tháng rồi, xả hết đi anh em nhá. 3.850 này, anh em này. iPad Gen 6 này. Ui giời ơi, màn to pin châu này. Gen 6 anh em nhá, bản SIM, anh em nhá, bản SIM cộng Wi-Fi 64GB 3.850. Em ok chưa? Ok. Thế thì hôm nay mình có một số kèo lên cho tất cả anh em. Anh em nào mà cần mình tư vấn kèo nào cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho mình nhá. Cảm ơn mọi người rất chi là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người về video ngày hôm sau. Cảm ơn cả nhà mình rất chi là nhiều nhá.